chào tất cả mọi người. Rapper hân hoan chào đón quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và hãy sẵn sàng với khung giờ quen thuộc của chúng tôi 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để chúng ta thưởng thức rất nhiều món ăn ngon mà lạ mắt lắm nha. Bởi vì sao? Với tất cả những tình cảm và sự sáng tạo của những bạn thí sinh đến đây với vai trò là những fan hâm mộ dành tình cảm của mình tặng món ăn cho thần tượng, những nghệ sĩ rất đáng yêu và dễ thương. Nào, xin mời quý vị chào đón nữ ca sĩ ngày hôm nay đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp và hát cực hay. Đó chính là ca sĩ Kim Thành. Wow, ôi chà, lung linh như một cô tiên luôn. Em chào anh Hoàng. Chào em. Hello, ngày mới gặp lại. Cũng mấy tháng rồi đó, anh em mình mới được gặp lại. Anh vẫn xinh như ngày nào. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Yeah. Nhưng mà nè, ngoài cái ngôi vị quán quân qua những cuộc thi hồi trước á, thì sắp tới đây em có muốn tham gia vào cuộc thi nào nữa không? Em nghĩ là em cần thời gian để nghỉ ngơi anh ạ. Đúng rồi, mình đầu tư quá nhiều sức lực, tài chính và chất xám vào rất nhiều tiết mục mà. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một cuộc thi. Nhưng em với vai trò cao hơn, em sẽ là người cảm nhận, đưa ra những nhận xét và tận hưởng những món ăn. Wow. Nhưng bên cạnh đó, muốn ăn thì lăn vào bếp để đốt cháy calo, bắt buộc phải vận động. Vâng. Bạn tự tin với khả năng trước giờ mình tập thể dục rất là nhiều không? Cái đấy là em có thừa ấy. Chuyện nhỏ. Yeah. Sẵn sàng đúng không nào? Sẵn sàng. Vào phòng khách thôi. Vâng. Mời Thanh. Cảm ơn anh. Ủa, nhà anh có con gấu xinh thế. Trời ơi, bữa nay biết có khách nữ, anh sẵn sàng gấu này. Đó. Em mang về luôn nhá. Không, con gấu này nhiều khách mời thích lắm. Đâm ra là phải để cho mọi người cùng tận hưởng con gấu được mang tên cộng cộng. Em không có gì đặc biệt ạ? Em đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là nguồn cảm hứng và động lực để cho các khách mời có thể nấu nướng cho em ăn. Nhưng mà để nấu được là phải order đồ ăn. Hãy đặt hàng đi, mời em. Hai tờ giấy, mỗi tờ giấy sẽ là một cái món ăn do chính Kim Thành mong muốn được thưởng thức trong ngày hôm nay. Không biết món gì ta. Kim Thành, một cô gái rất là xinh đẹp nhưng mà vóc dáng rất là cân đối. Chắc là món ăn này nó không quá nhiều dầu mỡ đâu. Mà da đẹp giống như Kim Thành, đây là chắc là cũng có rau củ trong đó nhiều nè. Anh đoán sai. Rồi, sai úp bé. Lại. Lát nữa mình bật mí ha. Nào, hãy sẵn sàng chào đón hai fan hùa ngày hôm nay. Đó chính là hai bạn nam đã đăng ký từ rất lâu để chờ đợi trực tiếp nhìn thấy Kim Thành. Hãy sẵn sàng chào đón hai bạn trẻ. Đó chính là hai bạn Trí Trung và Minh Tâm. Đây. Xin chào hai bạn. Chào bạn. Chào bạn. Chào em. Chào bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi nào. Dạ. Mời hai anh em trung tâm ngồi ở hai bên. Bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình nào. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Tâm, hiện tại là diễn viên tự do. Cũng là một nghệ sĩ trẻ. Mời bạn. Dạ, xin chào anh chị. Dạ, em tên là Trí Trung ạ. Em hiện tại đang là diễn viên tự do. Thấy chưa, anh lựa mà phải lựa mấy bạn có tên làm sao nó vận điệu trung tâm. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta bằng những tình cảm, những cảm xúc rất thật này, mình tập trung chế biến cho món ăn thật là ngon. Nhưng mà để chế biến được khẩu vị của một người đẹp như vậy, mà người đẹp chưa hề chia sẻ chuyện này với bất cứ ai. Bữa nay thôi, cố gắng Kim Thành tiết lộ chút xíu. Qua ba cái ẩn số, đằng sau ba ẩn số này sẽ là ba cụm từ khóa liên quan đến cái gu ăn uống của bạn Kim Thành. Sẵn sàng nha. Nhưng mà để lật cái ô số ra, mình phải giành quyền. Ai mà được nhiều quyền nhất, thắng nhiều lần nhất, người đó sẽ có đặc quyền quá trời quá đất luôn. Mà cầm bảng lên, chuẩn bị sẵn sàng. Trả lời câu hỏi. Trong truyện Cổ Tích Tấm Cám có xuất hiện mấy loại cây có quả? Hãy kể tên. Dụng bị bà mà để bà ngửi chứ bà không ăn. Ghi tên quả ra luôn ha. Dạ đúng rồi, mình ghi con số trước rồi mình ghi tên quả. Lưu ý với các bạn là không chỉ cái quả để ngửi đâu. Dạ. Bốn, 3, 2, 1. Nào, xoay kết quả lại nè. Dạ. Bên kia hả, trả lời một trái quả thì bên đây dễ sơ đồ mà. Theo phụ đề thuyết tưởng minh là ghi gì nhiều lắm, nguy hiểm, tỏ vẻ nguy hiểm. Cũng là số 1, một cây đó là cây thị, ra quả thị. Còn quả còn lại, nhờ anh Hoàng giúp. Em chỉ nhớ là có chi tiết trèo lên cây cau thôi. Thì là cây cau chứ cây gì. Thế à? Đúng rồi, ăn được. Rồi, đó chính là đáp án chính xác là 2 loại cây có quả, đó là cây thị và cây cau. Quả thị có mùi thơm mát khi vừa chín tới. Trong vỏ quả chứa một ít tinh dầu. Hương thơm này có tác dụng trấn tĩnh, giảm căng thẳng thần kinh và thư giãn. Lá thị được dùng phổ biến để trị chứng táo bón, đầy bụng. Dùng lá thị tươi để giả đắp, làm mụn nhọt chống vỡ mủ. Hòa lá với rượu có thể chữa chứng viêm tinh hoàn. Ngoài ra, các thành phần khác của cây như là vỏ, hạt, rễ cũng được sử dụng trong y học cổ truyền phương Đông, chữa các bệnh như sốt nóng, ngộ độc, dị ứng, rời leo, bỏng rộp.
À, ngày hôm nay chúng ta khám phá được tác dụng của cây thị nhiều lắm nha. Yeah. Cây cầu thì quen thuộc quá rồi. Như vậy là cả hai bạn chưa trả lời chính xác lắm. Yeah. Nên quyền lật ô số sẽ thuộc về Kim Thành. Thành ơi, em muốn lật ô số mấy? Chắc em lật số lớn nhất đi. Lớn số 3. May quá, không có huy hiệu thần bếp. Ủa, nhưng mà cụm từ khóa sống và không hành. Hành thì ở đây là thực hành hay là hành lá ta? Sống là cuộc sống hay tươi sống như thế nào nhỉ? Chưa hiểu lắm. Sống và không hành ở đây của em đó là hành lá đó anh. Như hành em nói lá. Hành lá sống là như kiểu rau sống á, những cái rau mà sống. Nó hơi kiểu hăng hăng. Ừ. Mình hay ngắt để vào phở hoặc là rau sống ăn kèm như xà lách hoặc là mấy cái rau ngò, rau quế. Là em thích phải không? Không, em không ăn quen, không ăn được. Không ăn được. Vâng. Như vậy chúng ta đã biết được cái gu của bạn Kim Thành, nên lát nữa nấu đồ đừng có sống quá. Yeah. Đừng có mà rắc hành vô cho nó đẹp đẹp có ăn không được. Đẹp mắt mà ăn được cũng thua nha. Một điểm ghi nhớ. Cảm ơn Kim Thành. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2, ráng cố gắng trả lời đúng. Câu hỏi như sau: cá gỏi kiến vàng là đặc sản của tỉnh nào? A. Kon Tum, B. Đắk Lắk, C. Gia Lai. À, ba tỉnh như nhau à? Gần gần, sát sát. Gần sát nhau. Chà, bạn Tâm thì trả lời nhanh lắm. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bạn Tâm trả lời nhanh lắm. A. Kon Tum. Kon Tum. Ừ. Yeah. Còn bạn Trung ngay lập tức Đắk Lắk. Và tôi hiểu vì sao bạn có phụ đề luôn. Tại Đắk Lắk thì con kiến nó mới chắc. Chọn vần đều à. Và đáp án chính xác đó chính là Kon Tum. Bạn đúng rồi Tâm ơi. Hay quá. Ủa sao bạn chọn Kon Tum vậy? Có một lần em coi ở trên YouTube, tôi thấy mọi người ăn á, thì em cũng nhớ mãi mãi là ở phần Tây Nguyên. Và bây giờ ra ba đáp án Tây Nguyên thì nó gần gần nhau quá. Dạ. Mà tin vào con kiến sẽ nằm ở Kon Tum. Dạ. Hay. Con kiến như con Tum. Không sao, cơ hội vẫn còn. Nhưng mà lợi thế đang nghiêng về cho Tâm. Tâm ơi, lựa chọn ô số đi. Chị Thành đã số 3 rồi thì em theo bước chị Thành số 2. À, bước lùi. Dạ, bước lùi. Bước lùi. Nên anh lùi bước về sau. Okay. Để thấy Thành rõ hơn. Đấy, Thành quá rõ cho ngày hôm nay. Số 2 xin mời. Không tồn tại. Chà, không cảm xúc là của Hồ Quang Hiếu. Không tồn tại là của Kim Thành sao? Mọi người biết món thịt bò rồi đúng không ạ? Bò thì quá biết. Mọi người chắc hẳn là đều thích. Bò Việt, bò Úc, bò Mỹ. Đúng rồi. Nhưng mà em lại không thích. Không thích ăn thịt bò. Vâng, em biết là thịt bò là rất là tốt cho sức khỏe. Đúng. Chắc cơ các thứ. Thịt đỏ là... mà. Vâng, không hiểu sao em lại... Em ăn vào em bị dị ứng hay sao? Không phải, em ăn vào em... Giống như lúc đầu là em không thích những cái đồ mà nó có mùi nồng. Ừ. Thì thịt bò thì ăn vào thì nó hơi có mùi một chút. Ừ. Cho nên là em ăn không quen. Ôi lạ nghe. Lát đừng bỏ bất cứ một cái miếng nào của con bò vô nghe. Yeah. Wow. Không thích chứ không phải là không ăn được. Vẫn ăn được. Hay, biết thêm một cái nữa. Cảm ơn các bạn. Như vậy là chúng ta đã trải qua hai câu hỏi. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Sẽ là một trò chơi vận động. Cơ hội để cho Trung cố gắng lên nha. Xin mời mọi người đừng chuyển kênh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Ngay sau đây sẽ là thử thách thứ 3 tại vòng đầu tiên này, cơ hội cuối để hai bạn giành lấy quyền ưu tiên cuối cùng nhé. Sau đây sẽ là thử thách rất đơn giản, chúng tôi sẽ phát ra 5 đoạn nhạc ngẫu nhiên. Cứ mỗi đoạn nhạc như vậy, khi chúng ta nhận thấy sự quen thuộc của bài hát này, lập tức chạy về mục tiêu là cây micro kia, giật lấy cây micro và trả lời vào cây micro đó, bài hát đó tên gì. Vậy thôi, rất đơn giản, không cần phải nói tên ca sĩ hay là nhạc sĩ gì cả. Chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Khang. Ôi, thiệt nổi gà nè. Hay nhờ. Khang tuyệt vời á. Anh thần tượng Khang. Bài hát được mang tên Ai còn chờ ai. Bài thứ hai, em đếm ngược đi. Anh đếm với em. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Đà Lạt, Đà Lạt. Đà Lạt, Đà Lạt. Đà Lạt. Em muốn anh sống sao? Em muốn anh sống sao? Trời đất ơi, cái gì vậy? Đà Lạt mà tự nhiên sao là... bắt bảo anh qua đây vậy? Là anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu. Anh cười ha ha. Trời ơi, không phải, chưa chính xác. Đà Lạt nhiều bài chất lắm. Bài nó gần gũi, nó rất là đời luôn á. Mà đặc biệt là giới trẻ rất là thích. Ráng lên! Trời ơi, bốn chữ. Bài ca tuổi trẻ hả? Chính xác rồi. Trời ơi, mừng giống như quán quân vậy đó. Giỏi, 1-0 cho bạn Tâm. Chuẩn bị, tiếp theo bài hát số 3. 3, 2, 1, bắt đầu. Bước rơi phố giữa đêm thật dài.
trận mưa vừa tan chóp lá bóng thay mang dường dường những cô đơn. Gợi ý đi em gợi ý đi, bây giờ mấy chữ nè? 4 chữ. Mà ở xa quê thì thường sao nhỉ? Ừ, xa quê, cảm giác con người con xa quê nó như thế nào? Nỗi lòng xa quê. Không phải rồi. Coi như đáp án này các bạn chưa đoán được. Yeah. Đáp án này mang tên ơi. Là chỉ sợ nhớ nhà. Đó. Chuẩn bị, chúng ta đến với bài hát số 4. Lên. Dành dừng đi. Nè nè nè, sai cười hoài nha. Sai cười hoài luôn. Sai một chữ là loại này. Dạ dạ em nhớ mà em quên. Nếu không là nhường video lại cho bạn Trung liền. Là Trung. Hòa lại hay Hòa. Trời ơi, em cũng thật sự ngu ngốc hả? Em không. Anh thua luôn. Em đưa không đây, cái này là thua. Không sai. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Em không sai chứ ai sai? Sai. Em mới sai á. Anh không sai, chúng ta sai. Anh không sai, chúng ta sai. Em không sai, chúng ta sai. Tới lần thứ 3 mới chính xác. Mặc dù là cái kết quả là một đều đi, bạn Trung đã ghi điểm nhưng mà phạt. Được rồi. Nhảy cái vũ điệu. Em không sai, chúng ta sai. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Em biết rằng em sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Vỗ tay. Vỗ tay. Như vậy chúng ta có tỷ số là một đều. Phải thêm một bài cuối. Đúng rồi. Hai bạn vào vị trí. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi. Giờ sai là giận đủ về luôn nha. Em xin trả lời bài này là bài vì sao ạ? Chính xác, bạn chiến thắng. Chúc mừng em. Dạ. Hay quá. Chúc mừng Tâm. Fan tôi xuất hiện rồi. Chúc mừng bạn Tâm. Như vậy là chúng ta đã giành lấy quyền ưu thế ở lượt cuối cùng này. Nào chúng ta quay trở về với phòng khách thôi. Trung cứ bình tĩnh ha, coi như là anh ta cũng may mắn nhiều. Fan anh, fan anh. Rồi Tâm ơi, chỉ còn một ô số thôi và chắc chắn là huy hiệu thần bếp đã thuộc về bạn rồi. Yeah. Nhớ là sử dụng nó trong quá trình chế biến thức ăn nha. Yeah. Số 1 là gì đây? Xin mời. Nồng và cay. Nó cũng gần giống với cái đầu tiên nhưng mà nồng và cay thiên về gia vị hơn. Gia vị? Vâng, nghĩa là em không ăn được ớt nè hoặc là tiêu, hạt tiêu. À, nó rất là nồng, rất là cay. Kiểu như là em ăn vào là em hắt xì á. Là một, cũng một dạng dị ứng. Và bạn không chịu được cái mùi nồng đó. Và chúng ta đã thấy được huy hiệu thần bếp đã xuất hiện. Yeah. Và bạn Tâm là người đã chiếm ưu thế nhiều nhất với nhiều pha giành điểm rất là ngoạn mục. Và chúc mừng bạn được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà Kim Thành đã đặt hàng từ trước. Yeah. Kim Thành, tiết lộ đi, món nào ạ? Đầu tiên là món cá hồi sốt chanh leo. Yeah. Món thứ hai đó là tôm càng xanh sốt trứng muối. Dường như cô gái này rất thích sốt nha. Mà cá hồi tôm càng cũng ít tôm cay em là lựa đi cưng. Thôi em chọn tôm càng xanh sốt trứng muối. Rồi vậy là em chọn tôm càng xanh sốt trứng muối. Như vậy món còn lại đã thuộc về bạn Trung. Cá hồi sốt chanh leo đặc quyền chọn món ăn xong. Bây giờ đặt quyền chọn bếp nè. Yeah. Gian bếp anh chia ra hai khu vực, một bên là bên phải, một bên bên trái theo hướng nhìn của khán giả. Yeah. Bên phải là xa xa, trái gần gần, em chọn bên nào? Dạ. Mỗi bên nó có điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Dạ. Theo em thì em sẽ chọn bên đây. Gần chị Kim Thành nhé. Dạ. Là bên trái theo hướng nhìn dạ. của khán giả. Bên còn lại sẽ là của Trung nha. Nào quý vị ơi, chúng ta vào bếp thôi. Phan Rapper xin chào đón quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với gian bếp của chúng tôi khi mà cả hai bạn đã trong tư thế rất là sẵn sàng rồi. Ủa anh? Sao ông anh đủ? Em ông vậy mà tự nhiên đưa em gấu làm sao? Đó là bắt buộc, là đó sự lựa chọn của em, thấy không? Không, em muốn qua anh kia. Em lấy quyền gì mà em qua anh kia? Dạ em có quyền thân bếp. Ha quên ha, trời ghê ta. Chấp nhận chứ sao giờ. Đặc quyền của bạn chỉ là huy hiệu thần bếp. Như vậy bạn sử dụng một lần thôi nhá. Dạ. Như vậy là bạn không muốn ôm gấu bông mà nấu nướng nữa. Dạ. Chuyển gấu bông lại cho bên đây ha. Dạ. Bây giờ đó, mình nhường đôi chân vịt qua đây. Dạ. Gấu bông đem qua đây, vậy là sao? Dạ. Bên đây là bạn Trung. Bạn bắt buộc không được buông gấu bông, luôn ôm gấu bông vào trong lòng. Vừa mẹ ôm bông vừa con. Nấu. Ôi giời ơi. Ninh còn tính được. Nha, ôm giữ kỹ bé trong tay nha, rớt một cây trừ điểm. Tâm, bạn sẵn sàng với đôi chân vịt này chứ? Dạ em sẵn sàng rồi. Cái chân này đi như vịt Donald đi đó. Dạ. Nên di chuyển lấy dụng cụ hay là nguyên liệu gì phải thật cẩn thận đừng để té. Nhưng bên cạnh đó, Kim Thành chú ý, nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đều đang có những mẫu giấy nhỏ
tổng cộng 4 mẫu giấy. Mỗi mẫu giấy sẽ là những thử thách mà chính Kim Thành phải vượt qua để giúp cho hai bạn trai có thể sử dụng món nguyên liệu đó, không vượt qua được món ăn thiếu nguyên liệu đó coi như phá sản. Em sẽ cố gắng. Sẵn sàng. Thôi. Rồi, xin mời Kim Thành về gian bếp. Nào, hai bạn trai, chúng ta đeo bao tay vào nè. Chúc may mắn. Thoải mái ha. Dạ. Lâu lâu cảm giác có hai trai đẹp tự nhiên ở gian bếp kia nó. Cái gì vậy? Cái gì mẹ điệu con hả? Thông minh ghê á. Hợp lý không ta? Hợp lý. Chấp nhận. Nha. Thông minh nhưng đấy. Không được làm rớt bé xuống dưới. Ở nhà có bao giờ em có cảm giác này chưa, là được những bạn trai hay là những thành viên giới tính nam nấu ăn cho mình ăn? Em có. Ai nào? Ai nấu cho em tại ăn? Tại vì đa số là bố em nấu ăn. À, bác trai. Anh Hoàng, em muốn lấy món tôm mà phải có thử thách dành cho chị. Tôm dạ. Sốt mà giờ không có tôm, chị lại ăn uống nước sốt không? Bắt dạ. Buộc phải có tôm. Thử thách là hãy tìm xung quanh gian bếp và phòng khách để lấy được 5 món bất kỳ có màu đỏ. Đi tìm luôn. Đừng, anh có mổ như vậy thôi. Anh bỏ ra đi đây, cái vòng tay nữa nè. Nó bỏ ra đi, nhanh. Trời ơi, em chạy ra ngoài đi cũng được. 5 món. Không mấy giờ em chống lộn rồi, quay mấy bộ phim đi. Cái bông hoa này nè. Hợp lý, cố tình mà. Đôi giày anh nữa là 3 món rồi đó. À, em thấy của anh quay phim rồi. Thank you anh, cảm ơn. Cảm ơn mít ta. Ôi cái ghế này. Đây, để em đi lấy. Ôi giời, mấy món rồi? 1, 2, 3, 4, à, đủ rồi. Đủ rồi. Yeah. 5 món, xác nhận lại nè. Không tính đầm của em ha, cái ghế nè, cái vòng tay nè, bông hoa nè. Cả nước của anh quay phim tội nghiệp. Đôi giày thân thương của anh. Em xin lỗi anh. Em mừng lắm. Rồi, chúc mừng bạn, bạn được dùng tôm nha. Chị Kim Thành ơi. Chưa kịp ngồi luôn. Nữa hả? Ừ. Dạ, em muốn dùng cá hồi. Chị phải làm gì? Dạ, chị phải dùng bút lông và vẽ được 3 loại rau củ quả để MC đoán được tên. Ghê. Bạn đây, bút đây, vẽ đi. Hình đầu tiên vẽ bự lên nha. Trái nào mà nhìn dễ nhận biết á. Chị vẽ cây lúa à? Anh, cái gì mà em ghét đi? Em ghét hành, ớt, lá, hành. Đúng rồi. Đừng loại rau củ quả. Tiếp, 2 món nữa. Trái thì phải có cuốn đàng hoàng nha. Kỳ ta, anh tưởng phần này dễ quá là lại khá căng với em. Ôi trời, ôi trời. Sao cái này tự tin quá ha. Chấm chấm rổ rổ, dâu là không phải, dâu là phải hình trái tim. Trái cam. Yeah. Còn trái nữa, ráng lên. Ủa sao không thấy trầu mỡ vậy? Nói trái gì? Anh đoán đi, ở Đà Lạt. Đà Lạt dâu. Yeah. Ôi trời ơi, may quá. Chị Thành ơi, em lại muốn có trứng muối. Mà phải điều kiện là nhảy bao bố và đi tìm ra nguyên liệu, gia vị mà người chơi đang cần được cất giấu trong phạm vi từ phòng khách. Không, không có ở bên kia đúng không anh? Chắc chắn rồi. Chỉ ở bên này thôi. Đúng rồi. Ok. Ôi trời ơi. Trời quá dễ. Ôi trời ơi. Đố như cho không. Ráng lên. Em không được tuột bao bố nha. Bao bố của em không được tuột nha. Nhảy mà sao mà không rơi trứng nha. Dạ. Nhảy chậm mà chắc. Vô. Ê, nó lăn kìa. Ồ, giỏi. Hay quá. Hay quá. Wow, giỏi. Cảm ơn chị. Trời ơi, mừng quá. Chúc mừng em. Về đây nè. Xả hơi xíu nè. Vui không, vui không? Lạ lùng không? Anh Hoàng ơi. Tiếp đi em. Dạ, em cần tìm nguyên liệu trong chiếc hộp bí ẩn và đi cà kheo đem qua cho em. Cái nguyên liệu em đang thiếu là gì? Dạ, chanh leo. Chuẩn bị. Đưa tay vào trong. Chanh leo. Đưa tay vào, không nhìn. Có con gì không anh? Nhìn thẳng. Sợ biên tập gái gì quá, hôm nay biên tập chơi khó. À, anh em cầm được rồi. Cái quá vậy? Qua đây đi anh thiệt. Đúng rồi, là mang về. Em nghĩ sao con trái mà đủ nấu? À. Hai trái. Em nghĩ sao con trái đủ? Hai trái nó mới chẳng đâu. Đi à kheo về. Ủa gì vậy? À, bé tập đi hả? À, giải. Qua đây với ba, giải. giải lại đây. Coi chừng té. Ráng lên. Cố lên. Không có bám à, không có dịnh vô đâu á. Đi bằng đôi chân của mình à. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Em. Giỏi. Cảm ơn chị. Chúc em nấu ngon nhé, chứ chị vất vả quá. Chúc mừng Kim Thành, 4 thử thách hoàn thành xuất sắc.
hai bạn Tâm và Trung đã có đầy đủ nguyên liệu phụ và chính. Hãy để không gian để cho họ tập trung nấu nướng thật kỹ. Thử thách cuối cùng là bây giờ đi guốc này về phòng để nghỉ ngơi. Mời em. Để thật luôn á hả? Không gian của Khẩu Vị Ngôi Sao mới được thưởng thức được hai cái món ăn mang phong cách phương Tây đến như vậy. Rất là bắt mắt nha. Một bên là món cá hồi sốt chanh leo, bên còn lại là tôm càng xanh sốt trứng muối. Em nghĩ là hai bạn nam ngày hôm nay cực kỳ khéo tay. Đỉnh cao. Em không làm được anh ạ. Bái phục hai bạn. Bây giờ thì không biết là người đẹp muốn thưởng thức món nào trước? Thưởng thức cái món dễ ăn trước đúng không anh? Món này mình sẽ dùng tay. Đúng rồi, nên phải dùng tay. Sau nhé. Ok, dạ. Đây là cá hồi sốt chanh leo và được đệm ở phía nền tảng phía dưới rất là xanh tươi của măng tây. Giòn rụm nha. Ăn là nhiều vị lắm, mời bạn. Đó, để mắt tới chết. Nguyên miếng gì luôn hả? Nguyên miếng luôn hả? Em có sốt sẵn rồi nên chị sẵn rồi. Cứ sẵn ăn thôi. Sẵn ăn thôi đúng không? Dạ, muốn đậm đà hơn nữa thì chỉ việc có thêm sốt này nữa. Thì em thử nước chấm trước nhá. Sốt trước. Nước sốt, trời ơi, vàng, nhìn nghệ chưa? Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Thanh thanh. Đúng cái vị mà con gái thích lắm nha. Xin phép cả nhà nhé. Cái công đoạn nào là kỳ công nhất? Công đoạn kỳ công nhất là công đoạn làm cá hồi. Làm cá. Dạ đúng rồi. Bởi vì cá hồi mình muốn nó không bị tanh thì mình phải ướp qua sữa tươi. Dạ đúng. Bí quyết riêng. Dạ, ướp qua sữa tươi khoảng tầm 30 phút, xong rồi sau đó mình sẽ ướp một ít gia vị. Thôi này anh muốn thử không? Thôi lát chứ này quà tặng riêng em. Đó, đây là phần măng tây đã áp chảo đó. Nên nó đã chín chín rồi, nó giòn giòn nữa. Không áp chảo quá lâu nó sẽ bị mềm và rục. Em thử mỗi thứ một chút rồi. Bạn có cảm nhận riêng rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời Kim Thành, chúng ta dùng một chút nước ha, để trả khẩu vị của mình lại cân bằng. Món còn lại là món tôm càng xanh sốt trứng muối. Trời, món này gì khách sáo làm chi em ơi, dùng muỗng nĩa làm gì em ơi, mình phải tận tay mình tận hưởng cái màu nó hấp dẫn. Em định thử cái nước sốt trước. Nhìn đường cong của con tôm kìa, bắp với trứng muối nè. Đó, giống như hồi nãy, món sốt chanh dây là mình phải thưởng thức món sốt trước. Qua bên đây cũng vậy. Đây, bỏ vào đây. Đấy. Em xin phép quan viên hay họ. Dạ. Tâm ơi, với món ăn này thì tình cảm và lời chúc của bạn dành cho Kim Thành như thế nào? Chúc chị ăn ngon miệng, sau bữa ăn này nhớ tới em là được. Trời ơi, nhớ tới em là được. Đó, trời ơi, cái phần gạch của con tôm kìa. Tôm càng chính hiệu. Chấm cho một miếng nước sốt đi chị. Đó, quan trọng là nước sốt nó quyện vô con tôm rồi, nó có thấm vô con tôm hay chưa. Lửa của bạn có vừa đủ hay không? Bởi vì tôm càng xanh nha, nếu mà mình để quá lửa cái nó khô con tôm liền. Ăn tới đâu mình quét mà sạch sẽ luôn cái phần sốt. Phần sốt này nó không có ngập nước mà nó sền sệt như vậy đó. Ngon. Ngon. Cái vị ngon như thế nào? Ấn tượng ra sao khi vừa chạm môi vào? Thật ra là em rất thích ăn tôm á. Nói chung là về nước sốt thì em chuẩn thấy không? Gần chuẩn. Gần chuẩn. Em cảm giác nước sốt nó chưa được sền sệt ý. Phải sệt hơn. Sệt hơn một. Phải làm cho nó sệt. Đúng rồi. Không có nhiều thời gian cho nên là bạn làm hơi vội. Thì bây giờ Kim Thành em quyết định đi. À, em chấm điểm luôn ạ. Món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Cá hồi sốt chanh leo hay là tôm càng xanh sốt trứng muối? Lúc đầu đang vui nha, đến khúc này là thấy căng não. Cá hồi sốt chanh leo hay là tôm càng xanh sốt trứng muối? Em chấm cá hồi. Cá hồi sốt chanh leo là món chiến thắng đúng không ạ? Dạ. Tại sao? Tại vì thật ra em ăn cảm thấy rất là lạ miệng. Và đặc biệt đầu tiên em thử nước sốt. Nó không bị chua quá mà nó vừa đủ. Thật ra món tôm của bạn rất là ngon. Cảm ơn các bạn Minh Tâm. Đây, với những phút cuối này thì chúng ta hãy tặng thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Chúc mừng Trí Trung. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Chúc em ngày càng nấu ăn ngon hơn nha. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. À, thế hả?
Giới thiệu quý vị, Trí Trung đẹp trai, dễ thương, trẻ tuổi mà nấu ăn cực ngon nha. Cảm ơn bạn, cảm xúc như thế nào nào? Dạ, em cảm thấy rất vui nhưng mà em sẽ trao dồi thêm để mình có thể nấu nhiều món ăn hơn cho vợ tương lai. Còn với bạn Minh Tâm thì sao nào? Dù không chiến thắng nhưng mà tâm trạng bây giờ của mình ra sao? Thì thật sự là cũng không có buồn đâu chị. Trời sao long lanh vậy? Dạ em cũng đâu có buồn gì đâu. Trời, nuốt nước mắt vào trong kìa. Dạ em cảm ơn chị, dạ cho em ôm chị cái. Ờ đó, dạ. Thôi đó, tình cảm là quan trọng nè. Diễn dạ. Lắm. Diễn là cái nét duyên của bạn ấy thôi. Nhưng mà bạn ấy nhưng mà dễ thương. Món tôm của bạn rất là ngon. Tôm sốt trứng muối. Cảm ơn Tâm rất là nhiều và cảm ơn Kim Thành bạn đã đến đây để cùng chia sẻ rất là nhiều bí mật. Mà hóa ra ôi, một người đẹp như vậy lại có cái nhiều cái sự thú vị trong việc ăn uống. Cảm ơn Kim Thành, chúc bạn càng ngày càng thành công. Dạ. Em cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.